Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi tỏi hình chú ếch như thế này. Đây là mặt sau ha. Ở phần miệng thì mình có làm nút chặn để điều chỉnh cho cái phần miệng túi nè. Đây là mặt trước ha. Thì để làm cái mẫu túi tỏi này, ở đây mình sử dụng là len miêu cô tông cuộn 125g nè. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75-2mm. Kim móc mình dùng để móc phần thân của ếch, mình sử dụng kim 3.5mm. Hoặc là nếu các bạn không có cái mẫu kim này, các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Đầu kim của mình sẽ to hơn sợi len 1/2 là được ha. Đây, đầu kim so với sợi len sẽ như thế này. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, các cái hạt nút dùng để làm cái phần mắt của ếch, một nút chặn. Và để cài cái nút chặn này nè, ở đây mình sử dụng thêm một đầu kim nhỏ. Đầu kim nhỏ này nó có thể luồn vào trong cái phần nút chặn để mình có thể luồn dây vào ha, mình điều chỉnh cho cái phần miệng túi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 đâm kim vào vòng tròn ta vừa tạo, móc vào đó 13 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Khi đã có được 13 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Móc vào đây một mũi dời. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Lên 2 mũi xích, nắm cho mình sợi len ngắn phía sau, gút thật mạnh vào thì vòng tròn của mình sẽ nhỏ lại nè. Ta sẽ được vòng tròn đầu tiên với 13 chân móc cho cái vòng móc thứ hai ha. Để móc tiếp cái vòng móc thứ hai, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào 13 chân móc này. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Một, hai. Chân móc thứ hai cũng tương tự, móc vào 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Một, hai. Chân thứ ba cũng tương tự, 2 mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ tăng được gấp đôi so với số mũi móc của cái vòng đầu tiên hả. Mỗi chân sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng,
ta sẽ được gấp đôi so với số mũi móc của vòng đầu tiên ha. Tức là mình sẽ có được 26 mũi móc nè. Kết thúc cái vòng móc thứ hai này, đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Móc vào một mũi dời. Thì cái phần mặt của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi. Tiếp tục móc lên hai mũi xích và móc tiếp vòng móc thứ ba. Gây nên hai mũi xích. Vòng móc thứ ba đâm kim vào chân đầu tiên, móc vào một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn ở chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Ta được một cụm đầu tiên, một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn cùng chân ha. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại. Hai chân liên tiếp với nhau thì chân đầu tiên là một mũi kép đơn. Và chân thứ hai là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được thêm một cụm thứ hai nè, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Hai chân liên tiếp thì chân đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn. Và chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng thì vòng móc thứ ba của mình sẽ tạo ra được 39 chân móc. Ta sẽ có xen kẽ một mũi kép đơn và hai mũi kép đơn ha. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Đối với mặt trước này, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể đeo vào người của bé ha. 1 2 3 4 5 6 Ở đây mình đã gây nên tổng cộng là 120 mũi móc xích. Ta có được cái chiều dài của sợi dây rồi. Thì kết thúc cái đầu dây này, các bạn kéo cho mình sợi len dài. Sau đó ta cắt len. Nhớ chừa cho mình một đoạn len dài ha. Thì mình sẽ hoàn tất được phần thân trước của ếch nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc phần chân và mặt ha. Phần chân thì ở đây mình đã móc sẵn một chân như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần chân này ha. Tức là mình sẽ móc hai chân như nhau, tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3 3 mũi xích này sẽ là chiều dài của ngón chân ha. Lên một xích, móc vào ba chân xích mà mình vừa móc ở đây nè, mỗi chân sẽ là một mũi dời ha. Chân thứ ba một mũi dời nè. Tiếp tục chân móc thứ hai móc một mũi dời. Chân thứ nhất sẽ là chân cuối cùng, móc một mũi dời. Ta hình thành được ngón đầu tiên nè. Để móc tiếp ngón thứ hai, móc lên cho mình hai mũi móc xích. Một hai được hai mũi xích rồi thì tiếp tục móc lên một mũi xích, đâm kim vào hai chân móc xích ta vừa tạo, chân thứ hai một mũi dời, chân thứ nhất một mũi dời. Khi hoàn tất được hai mũi dời vào hai chân móc xích rồi nè,
Thì cái mũi tiếp theo các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng mà mình móc cái phần ngón chân đầu tiên nè. Mình sẽ đâm kim vào chân cuối cùng đó và cũng móc một mũi dời. Như vậy là ngón thứ hai của mình cũng có được 3 mũi dời ha. Cho 3 chân móc. Từ đây tiếp tục lên 2 xích để tạo ngón thứ ba. Được 2 xích rồi, tiếp tục móc lên 1 xích. Đâm kim vào 2 xích ta vừa tạo, mỗi chân sẽ là một mũi dời. Mũi dời thứ nhất. Tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai. Tương tự như ngón chân thứ hai thì cái mũi thứ ba các bạn cũng đâm kim vào chân móc này, chân đầu tiên của cái ngón đầu tiên ha. Đâm kim vào đây móc một mũi dời. Như vậy là cái phần chân ít của mình nó hình thành ba ngón chân, mình sẽ mô phỏng ba ngón chân thôi ha. Mình sẽ móc cái cẳng chân tiếp theo, móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây sẽ là chiều dài của cẳng chân nè. Tiếp tục móc lên một mũi xích. Lần lượt đâm kim vào 10 chân, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Chân thứ 10 một mũi móc đơn. Tiếp tục mũi móc đơn tiếp theo. Mũi móc đơn thứ 3. Mũi móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Mũi móc đơn thứ 6. Khi móc đến các cái chân móc cuối cùng nè, ta có cái sợi len thừa của xích đầu tiên á, của cái nút đầu tiên á, các bạn sẽ tiến hành móc dấu cho mình sợi len vào trong mũi móc luôn. Ta sẽ có mũi móc đơn thứ 7 nè. Móc đơn thứ 8. Mũi móc đơn thứ 9. Và mũi móc đơn thứ 10. Mình sẽ hoàn tất được chiều cao của cẳng chân nè. Kết thúc cái phần này, tiếp tục đâm kim vào chân móc mà mình móc chụm lại ba ngón chân phía dưới á, móc tiếp vào đó một mũi dời. Kéo vào cắt len. Lưu ý ở đây mình cắt một sợi len dài ha, để lát nữa mình khâu cái phần chân này vào trong thân túi. Ở cái sợi len thừa này đang nằm mặt phải của sản phẩm nè. Dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Mình sẽ hoàn tất được một cái phần chân như thế này ha. Các bạn sẽ móc cho mình hai cái tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần mặt. Đầu tiên tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài thành một nút. Móc lên 3 mũi xích. 1 2 3. Khi có được 3 mũi xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi xích. Ở 3 mũi xích đầu tiên nè, chân móc xích thứ nhất móc một mũi móc đơn. Mũi móc thứ hai, móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. 1 2 Chân móc thứ 3 và là chân móc cuối cùng, móc vào một mũi móc đơn. Mình sẽ có được 4 chân móc cho hàng móc thứ hai ha. Đây, mình có 4 mũi móc đơn nè. Móc lên một xích. Quay ngược đầu móc. Hàng móc thứ hai mình có 4 chân móc thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Hai chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Chân thứ ba một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ tư móc một mũi móc đơn.
Ta có được 5 mũi móc đơn cho hàng móc thứ hai. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba mình sẽ có 5 chân móc. Thì 5 chân móc này các bạn cũng tiếp tục chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cái chân móc thứ ba này sẽ là chân móc nằm chính giữa nha. Ta sẽ móc 2 mũi móc đơn nè. Còn lại 2 chân móc cuối cùng thì mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Chân thứ năm một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hàng móc thứ ba với 6 mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư ta có 6 chân móc thì chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba hoặc là chân thứ tư các bạn sẽ móc vào cho mình 2 mũi móc đơn, thì ở đây mình sẽ móc vào chân móc thứ ba ha. Chân thứ ba này móc 2 mũi móc đơn nè. Còn lại 3 chân thì mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn. Chân thứ tư một mũi móc đơn. Chân móc thứ năm một mũi móc đơn và chân móc thứ sáu một mũi móc đơn. Ta có được 7 mũi móc đơn cho hàng móc thứ tư. Tiếp tục móc thêm cho mình hàng móc thứ năm. Các bạn cũng móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ năm mình có 7 chân móc. Thì 7 chân móc này các bạn sẽ tăng cho mình một chân chính giữa. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư là chân nằm chính giữa ha, móc vào 2 mũi móc đơn. Ba chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hàng móc thứ năm với 8 chân móc. Khi ướm vào cái phần mặt trắng bên dưới á, thì 5 hàng móc này nó sẽ gần bằng với một nửa đường kính của cái phần mặt rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ 6 mình sẽ giảm một mũi ở điểm chính giữa ha. Tức là các bạn cũng móc tương tự cho mình như hàng bên dưới, nhưng mà ở đây mình sẽ giảm mũi ở điểm chính giữa nè. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư và thứ năm là hai cái chân mà mình tăng mũi bên dưới, thì bây giờ mình sẽ giảm mũi lại. Ta đâm kim vào chân thứ tư. Kéo len. Được 2 mũi trên kim, tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm. Kéo len, sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Như vậy là hai chân bên dưới mình giảm thành được một mũi bên trên nè. Còn lại 3 chân thì mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì hàng móc này mình sẽ tạo ra được 7 chân móc. Hàng móc tăng mũi mình móc 5 hàng tăng, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 5 hàng giảm ha. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Hàng móc giảm thứ hai, chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba và thứ tư sẽ chụm lại cho mình thành một chân ha. Các bạn có thể chụm chân thứ hai và thứ ba, hoặc là chân thứ ba thứ tư đều được, cứ chụm cho mình ở chân chính giữa là được ha. Kéo qua 3 chân nè. Còn lại 3 chân thì mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc lên một xích, quay ngược đầu móc. Hàng thứ 8 mình sẽ có được 6 chân móc, thì chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Mình sẽ giảm ở chân thứ ba và chân thứ tư. Chân thứ ba nè và chân thứ tư kéo qua 3 chân. Chân móc thứ năm một mũi móc đơn. Chân thứ sáu một mũi móc đơn. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc.
Sang móc thứ 9, chân đầu tiên một mũi móc đơn. Ta sẽ chụm chân thứ 2 và thứ 3. Chân thứ 4 một mũi móc đơn. Chân thứ 5 một mũi móc đơn. Móc lên một xích, quay ngược đầu móc. Hàng móc thứ 10 mình có 4 chân nè. Thì 4 chân này ở hàng móc thứ 10 mình sẽ chụm lại còn 3 chân ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ 2 và thứ 3 chụm lại thành một chân. Tiếp tục chân cuối cùng một mũi móc đơn. Như vậy là hàng móc thứ 10 mình cũng tạo ra được 3 chân móc. Nó sẽ bằng với số chân móc của xích đầu tiên mà mình gây nên nè, 3 mũi móc xích. Mình sẽ có được một cái form miệng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần miệng này ha. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Hàng viền thì mình sẽ không giảm cũng không tăng mũi ha. Móc vào 3 chân nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục chân thứ 2. Chân thứ 3. Khi được 3 mũi móc đơn vào 3 chân rồi thì ở chân thứ 3 này móc tiếp cho mình một mũi móc đơn nữa. Để mình tạo cái độ bo. Sau đó di chuyển kim đến các chân móc ở cái phần này, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Chân thứ 2 nè. Sau khi viền được đến đầu thứ 2 thì mình cũng có 3 chân móc ở cái phần này. Thì chân này, chân đầu tiên này cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn để mình tạo độ bo nè. Chân nằm chính giữa móc một mũi móc đơn. Và chân móc cuối cùng của 3 mũi xích á, móc vào 2 mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc ở phía bên cạnh ha. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn cho đến hết. Sau khi đã viền được cái cạnh còn lại rồi, đến cái chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà mình bắt đầu viền, móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn mà mình tạo đầu tiên ở đây, móc một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau, mình sẽ hoàn tất được cái phần miệng như thế này. Ta giấu sợi len thừa ra phía sau ha. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong các cái mũi móc rồi thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần miệng như thế này. Đây là phần thân trước nè, phần miệng và chân hai bên. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình một cái phần lưỡi của ếch. Thì phần lưỡi của ếch cũng đơn giản ha. Tạo một nút và móc 6 mũi móc xích, sau đó móc các cái mũi móc đơn vào 6 chân móc xích đó. Ta sẽ có 6 mũi móc đơn cho cái phần lưỡi nè. Mình sẽ hoàn tất được phần lưỡi như thế này. Lát nữa mình sẽ khâu vào như thế này ha. Mặt sau thì mình có móc sẵn một cái vòng tròn như thế này. Thì cái vòng tròn này các bạn sẽ làm tương tự giống như cái mặt trước màu trắng ở đây ha. Mình sẽ móc vòng 1 là 13 nè. Vòng 2 mỗi chân làm 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Và vòng 3 xen kẽ ra một mũi kép đơn, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân. Thì mình sẽ tạo ra được một cái vòng tròn như thế này. Kết thúc cái vòng tròn này cũng đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc thứ 3, móc một mũi dời. Bây giờ mình sẽ nối lại mặt trước và mặt sau với nhau ha, và tạo chân bên dưới. Ở màu xanh móc lên một mũi móc xích,
Các bạn sẽ tiến hành quay ngược cho mình mặt xanh lại, sau đó úp cái mặt màu trắng lên trên, cũng đưa cho mình mặt phải của màu trắng lên trên nè, đưa ra ngoài. Vòng ngoài cùng của mỗi mặt ta tạo ra được 39 mũi móc. Ta sẽ có 39 mũi móc ở cái vòng ngoài này. Thì từ 39 mũi này mình sẽ chia ra cái khoảng cách để mình may phần mũi cũng như là tạo chân ha. Phần mũi của mình có 10 hàng móc tăng giảm, cộng thêm 2 hàng viền đầu cuối thì mình sẽ có được tổng cộng là 12 hàng móc. Thì phần màu trắng này là phần mặt trước nè, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 6 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta sẽ bắt đầu móc ở chân thứ 6 này ha. Đưa cho mình màu xanh ra phía sau nè. Từ chân móc của cái phần màu xanh ha. Đâm kim vào đây. Quay ngược cái phần màu xanh lại. Tiếp tục ấp phần màu trắng lên trên. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 6 là chân móc mà mình vừa đánh dấu á. Đây là chân móc thứ 6 của cái phần màu trắng nha. Đâm kim vào đây, đồng thời đâm kim vào cái chân móc song song với nó ở phần màu xanh nè. Hai chân móc song song như thế này ha, móc vào một mũi móc đơn. Ở đây mình sẽ dựa vào 39 chân móc của cái phần màu trắng bên trên nè. Mình sẽ đếm số mũi móc cho các bạn dễ ha. Chân mà mình vừa móc là chân thứ 6 rồi nè. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 7 và chân móc song song ở mặt sau. Móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 8. Đâm kim vào hai chân song song. Một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ 9. Chân móc thứ 10. Cứ đâm kim song song cho mình vào các chân móc ha. Chân thứ 11. Chân móc 12. Chân móc 13. Chân móc thứ 14. Chân 15. Chân móc 16. Từ cái chân móc 16 này mình sẽ tạo một cái bàn chân nhỏ bên dưới. Các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Mình sẽ tạo tương tự giống như cái phần chân này nè. Cũng có 3 cái ngón chân ha. Lên 3 mũi xích nè. Ba mũi xích này cũng là chiều dài của ngón chân ha. Tiếp tục lên một xích, sau đó đâm kim lần lượt vào ba chân. Mỗi chân sẽ là một mũi dời. Mũi dời thứ nhất. Mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba. Được một ngón chân đầu tiên. Tiếp tục lên hai xích. Được hai xích rồi, lên một xích. Đâm kim vào hai xích mình vừa tạo. Mỗi chân là một mũi dời. Mũi dời thứ nhất. Mũi dời thứ hai. Có được hai mũi dời vào hai chân rồi ha, thì mũi dời thứ ba sẽ là đâm kim vào chân thứ ba của cái ngón đầu tiên ha. Móc một mũi dời nè. Ta có được ngón thứ hai. Ngón thứ ba tương tự lên hai xích. Được hai xích rồi, lên một xích. Đâm kim vào hai xích, mỗi xích sẽ là một mũi dời. Mũi dời thứ ba sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái chân đầu tiên á, của ngón chân đầu tiên ha. Móc một mũi dời nè. Thì mình sẽ hoàn tất được cái bàn chân đầu tiên. Kết thúc bàn chân này, đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn mà mình vừa móc ở chân 16. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân 17 và chân song song với nó. Móc một mũi móc đơn. Chân 18. Chân móc 19. Chân móc thứ 20.
Chân móc thứ 21. Chân móc 22. Thì 6 chân móc này nó sẽ tạo cho mình một cái khoảng cách giữa hai cái bàn chân bên dưới ha. Các bạn sẽ tạo cho mình thêm một bàn chân tương tự. Lên 3 xích. Tiếp tục lên 1 xích. 3 mũi dời vào 3 chân. 1. Lên 2 xích. Được 2 xích rồi, lên 1 xích và móc vào hai chân này, mỗi chân một mũi dời. Mũi dời thứ 3 sẽ đâm kim vào xích thứ nhất của ngón thứ nhất. Móc một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích. Móc vào hai chân, mỗi chân một mũi dời. Mũi dời thứ 3 tương tự, đâm kim vào chân xích thứ nhất của ngón thứ nhất, móc một mũi dời nè. Ta sẽ hoàn tất được bàn chân thứ hai, kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn này, móc một mũi dời. Đây, thì hai bàn chân của mình vừa hoàn tất ha. Đâm kim lần lượt vào các chân còn lại. Chân thứ 23. Chân móc 24. Chân móc 25. Chân móc 26. Chân móc 27. Chân móc 28. Chân móc 29. Chân móc 30. Chân thứ 31. Chân thứ 32. Chân thứ 33. Ở đầu dây bên này mình chừa ra 5 chân móc nè, thì bên này các bạn cũng tương tự chừa cho mình ra 5 chân móc ha. Thì mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ 34. Móc một mũi móc đơn tiếp tục. Như vậy là mình vừa tạo ra được hai bàn chân nhỏ bên dưới nè, và nó sẽ chia đều cái vòng tròn của mình ra ha. Bên trên mình chừa ra tổng cộng là 10 mũi móc. Tính luôn hai chân móc mà mình móc mũi đơn đầu tiên sẽ là 12 ha. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Ở đây các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài. Sử dụng kim khâu ha. Xỏ cho mình sợi len này vào trong kim khâu. Đưa cho mình cái phần thân trên nè, áp vào trong phần thân bên dưới, đâm kim cho mình vào chân thứ hai ở bên hông ha. Bên này cũng vậy nè, chân thứ hai ở bên hông, chân mũi móc đơn cuối cùng nè và chân thứ hai ở bên hông, kéo len và từ đây mình sẽ tiến hành khâu tương tự vào phần thân bên trong. Các bạn sẽ khâu cho mình ở cái mặt màu trắng thôi nha. Ở cái chân mà mình bắt đầu khâu ở đầu tiên này, các bạn sẽ luồn kim cho mình hai lần cho mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn. Sau đó lần lượt khâu cho đến đầu bên kia ha. Ở đây mình sẽ khâu mô phỏng cho các bạn ha. Các bạn cũng có thể dùng keo nến để dán vào. Khâu phần màu xanh với các cái chân móc của phần màu trắng nè. Khi khâu đến điểm chính giữa thì các bạn sẽ tiến hành khâu luôn cho mình cái phần lưỡi vào trong ha. Thì phần lưỡi mình sẽ đưa mặt phải của lưỡi ra bên ngoài, luồn vào trong nè. Sau đó cũng đâm kim vào cái phần màu xanh
và phần lưỡi vào các cái chân móc song song với nhau ha. Đây, như vậy là phần lưỡi của mình nó sẽ được đính vào như thế này ha. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết. Ở một đầu còn lại thì cũng đâm kim vào cái chân móc cuối cùng và cái chân móc thứ hai của ba mũi ở bên này nè. Đây, chân móc mình viền cuối cùng và chân thứ hai mình cũng kéo lên hai lần vào cái vòng này ha. Phần lưỡi này các bạn có thể cố định cho mình bằng keo nến cũng được. Quay cho mình mặt sau lại nè. Thì từ cái sợi len mà mình vừa khâu, các bạn cũng tiến hành khâu cho mình ở bên trên ha. Luồn vào các cái chân móc. Đây, và mình sẽ tiến hành khâu tương tự cho đến hết. Và khi đã khâu được hoàn tất rồi thì mình sẽ có được một cái form của dấu ít như thế này. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc rồi nè, ta sẽ tạo được một cái khoảng trống để mình có thể để vật dụng vào trong. Khâu cho mình hai cẳng chân ở hai bên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách khâu ha. Ở cái phần chân dài này các bạn sẽ luồn kim cho mình vào các cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn á, luồn cho mình lên cái chân móc thứ năm. Đếm ngược từ trên xuống dưới thì ba chân đầu tiên mình sẽ chừa ra ở bên trên nè, ba chân kế tiếp mình sẽ khâu vào trong phần thân. Các bạn sẽ khâu từ chân móc thứ năm tính từ trên xuống ha. Chân mà mình vừa khâu á là đâm kim vào cái mặt bên này, còn chân mà mình bắt đầu khâu ở đây thì ta sẽ đâm kim ngược lại vào chân thứ năm nè, sau đó ép cái chân thứ năm này vào trong phần thân. Phần thân các bạn cũng tính ngược lại cho mình từ cái phần mình khâu màu xanh vào nè. Ta sẽ có 6 mũi móc đơn ở đây, thì các bạn sẽ đếm ngược cho mình đến chân móc thứ sáu ha. 1 2 3, chân thứ tư nè, chân thứ năm và chân thứ sáu thì mình sẽ khâu vào. Cứ mỗi lần khâu thì các bạn sẽ đâm kim cho mình hai lần vào cái chân móc mà mình vừa khâu ha. Lần thứ hai nè, cho cái mũi khâu của mình được chắc chắn. Tiếp tục chân thứ năm của phần chân và chân thứ năm của cái phần mặt, đâm kim hai lần ha. Tiếp theo chân móc thứ tư, chân thứ tư của phần mặt nè, cũng xỏ lên hai lần. Như vậy là mình vừa khâu được cái chân còn lại vào trong thân ha. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Cắt len. Ở mặt trước các bạn sẽ móc cho mình hai vòng tròn để mình tạo mắt nè. Thì cái vòng tròn này các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, sau đó mình sẽ móc vào đó 11 mũi nửa kép để mình tạo cái độ rộng của phần mắt, sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cái phần mắt vào và cố định phần lưỡi lại ha. Đối với phần miệng túi mình sẽ tạo một sợi dây còn lại cho mặt sau. Thì mặt sau các bạn cũng chia đều cho mình số mũi móc mà mình chừa ra, tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đưa kim ra cái phần thân sau nè, mình cũng chia đều số mũi móc này ra, thì mũi móc nằm chính giữa nó sẽ thẳng hàng với cái xích đầu tiên là mình gây nên ở cái phần màu trắng á. Đâm kim vào chân chính giữa, sau đó đưa nút mình vừa tạo qua chân móc.
Từ đây tiếp tục móc lên cho mình 120 mũi móc xích. Nó sẽ bằng với cái xích đầu tiên mà mình gây nên của phần thân màu trắng nè. Sợi len thừa này các bạn sẽ giấu cho mình vào trong các cái mũi móc bên trong. Sau khi đã móc được 120 mũi móc xích bằng với cái sợi dây xích ban đầu rồi, cũng kéo cho mình sợi len dài và cắt len. Các bạn sẽ dùng cho mình đầu kim nhỏ. Sau đó mình xỏ cái đầu kim nhỏ này vào trong cái nút chặn có cái lỗ này ha. Đưa hai cái sợi len xếp lại với nhau. Sau đó dùng cái đầu kim móc đó mình kéo sợi len này qua cái nút chặn. Guốc thật mạnh vào nha, để cái nút chặn này nó chạy vào trong. Mình sẽ khóa lại được cái phần miệng túi như thế này ha. Khi sử dụng thì ta chỉ việc kéo cái nút chặn lên trên để cho cái phần miệng túi nó rộng ra nè, bỏ phụ kiện vào bên trong sau đó khóa nút chặn lại. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu túi tỏi hình chú ích như thế này. Ta có cái sợi len dài nè, các bạn có thể khóa một đầu sau đó cho bé đeo vào thân ha. Chúc các bạn thực hành thành công cho bé một túi tỏi xinh xắn như thế này ha.